Những ngày qua khi mà chia sẻ về cái chuỗi video những câu nói tiếng Anh ngắn gọn được sử dụng thường xuyên mỗi một ngày thì mình có nhận được rất nhiều những cái sự hưởng ứng và rất nhiều bạn bảo rằng là hãy làm thêm những cái video như vậy đi. Nên là mình sẽ tiếp tục cho ra những cái video tiếp theo. Các bạn hãy cùng luyện tập và phản hồi comment ở bên dưới bạn nha. Đầu tiên khi mà ai đó mời mình làm gì đấy nhưng mà mình bận ha, mình không có đi được thì chúng ta hãy lịch sự nói rằng I'm sorry. Tôi rất tiếc, tôi rất xin lỗi. I'm very busy today. Hôm nay tôi rất bận. I'm sorry, I'm very busy today. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. I will call you later. I will call you later. Và khi mà chúng ta trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta chưa nghĩ ra cái cách nào hay cả, chúng ta hỏi người khác xem bạn có cách nào giúp tôi không? Hãy dùng Do you have any way to help me? Do you have any way to help me? Học tiếng Anh là một quá trình. Nếu như bạn chăm chỉ, bạn luyện tập đúng, đủ và đều theo nguyên lý chuẩn khoa học thì việc bạn nghe được tiếng Anh, bạn giao tiếp được tiếng Anh tự tin và trôi chảy sẽ giúp cho bạn mở ra rất nhiều những cơ hội trong cuộc sống và công việc. Hãy tiến lên đều đặn mỗi một ngày bạn nhé. Và nếu như cần được hướng dẫn cầm tay chỉ việc, cần được đồng hành để đảm bảo chắc chắn thành công thì bạn có thể inbox cho mình qua Zepl bạn nhé.